Bibi Tất Dài là tên nhân vật chính, đồng thời là tên tác phẩm nổi tiếng viết cho thiếu nhi của nhà văn Astrid Lindgren. Câu chuyện kể về cô bé kỳ lạ, mặt đầy tàn nhang, chưa bao giờ đi học và khỏe đến nỗi nhấc được cả một con ngựa. Đã được xuất bản tại hơn 90 nước và 7 lần dựng thành phim tại các quốc gia khác nhau, trở thành một trong những nhân vật kinh điển được yêu quý nhất của văn học thiếu nhi châu Âu và thế giới. Bibi được sinh ra từ trí tưởng tượng của Astrid Lindgren, nhưng chính con gái bà, Karin, là nguồn cảm hứng cho câu chuyện này. Ban đầu, cái tên Bibi Tất Dài là do Karin tự nghĩ ra khi cô đang bị ốm do bệnh viêm phổi. Khi đó, cứ tối đến, Astrid Lindgren ngồi bên giường con gái và kể chuyện cho cô bé trước khi ngủ. Một hôm, Karin yêu cầu mẹ mình kể chuyện về Bibi Tất Dài, không hỏi con xem ai là Bibi. Lindgren bắt đầu tạo ra một nhân vật là cô gái 9 tuổi, khỏe mạnh nhất, sáng dạ nhất và giàu nhất thế giới. Cô bé này hoàn toàn trái ngược hẳn với cô gái Thụy Điển lý tưởng thời bấy giờ. Bibi là một cô bé 9 tuổi tóc đỏ như cà rốt, tết hai biến, mũi như củ khoai tây bé nhỏ tí tẹo, mặt đầy tàn nhang, đôi chân gầy gò đi đôi tất dài, chiếc kẻ sọc, chiếc đen tuyền và luôn xỏ đôi giày to tướng. Trông cô rất lôi thời nhếch nhác và ăn mặc thì chẳng hợp chút nào hết. Cô lúc nào cũng ầm ĩ và quả quyết, đi đến đâu người ta cũng nhận ra cô, nghe thấy tiếng cô và biết cô muốn gì. Bibi là một nhân vật của văn học thiếu nhi không giống với bất kỳ ai khác. Cô bé là một đứa trẻ mà ai gặp cũng phải thốt lên: cô bé thật đặc biệt. Cô bé sống đúng như điều một đứa trẻ có thể lựa chọn trong thế giới kỳ diệu do chính mình tưởng tượng ra. Chẳng có bố mẹ để ngăn cấm bất cứ điều gì ta thích làm, vì mẹ cô bé là một thiên thần đang triều mến dõi theo Bibi từ trên thiên đàng, và bố Bibi là một ông vua của một hòn đảo ở biển Nam. Bibi là một cô bé khỏe nhất thế giới. Cô nhẹ nhàng bế một con ngựa, dễ dàng quật ngã một lực sĩ, thuần hóa cả sư tử, bò rừng, cá mập. Xuyên suốt cuốn truyện là những mẫu sự kiện xảy ra trong cuộc sống thường nhật của Bibi và những người bạn, nhưng không vì thế mà truyện trở thành nhàm chán. Mỗi mẫu truyện là một sự kiện mới mẻ, bất ngờ đầy thú vị. Những trò chơi, những câu nói, suy nghĩ hồn nhiên của lũ trẻ khiến truyện trở nên chân thực, gần gũi, rất thực với thế giới trẻ con. Sức tưởng tượng của trẻ thơ được mở rộng hết phiên độ trong từng chi tiết của Bibi Tất Dài, khiến toàn tác phẩm giống hệt như một chuỗi dài của những giấc mơ đẹp đẽ của tuổi thơ. Bibi Tất Dài không hẳn chỉ dành cho trẻ em, mà còn dành cho người lớn. Nó có thể đơn giản, ngây ngô, nhưng không thể phủ nhận cái cách mà tác phẩm đi vào lòng bạn đọc, cũng như cách mà nó nổi tiếng và được đón nhận trên toàn thế giới. Bibi mang đến những trải nghiệm ngọt ngào, có khi sôi nổi, hài hước, nhẹ nhàng, nhưng có khi cũng mang tính nhân văn. Có lẽ điều quan trọng nhất khiến Bibi được biết đến ở nhiều nơi chính là vì Bibi có thể sống đúng như điều một đứa trẻ có thể lựa chọn. Có thể nói, tác phẩm là mơ ước của trẻ con về một cuộc sống như chúng muốn, tự do làm những gì mình muốn, không theo sự áp đặt nào, được vui chơi thỏa thích, được có sức khỏe phi thường, được khám phá thế giới đầy lạ lẫm xung quanh. Bibi Tất Dài cứ thế nhẹ nhàng chiếm lĩnh độc giả bằng giọng văn hớm hỉnh, hồn nhiên mà dịch giả đã cố gắng truyền tải. Câu chuyện thu hút bạn đọc từ trang đầu tới trang cuối. Bibi Tất Dài hẳn là một câu chuyện mà bạn sẽ tiếc nuối nếu như bỏ qua.